chào gần đại năm lý sao vang tiếng nhạc mơ màng chào đón người về đây trên điện thoại. Trước khi vào câu chuyện của dòng hồi ức, Jaylin xin trả lời cho một số quý vị cũng như các bạn có đề cập tới vấn đề với cái sự ồn ào vừa qua, như trường hợp của chị Phương Hằng vừa qua, bởi vì chị đã thích bài hát, có thể là chị thích bài hát này với cái melody này, và chị đã dùng bài hát này, thì coi như là cái việc đó là cái tấm lòng của chị đối với bài hát này. Mà bây giờ có rất nhiều quý vị ở các nơi gọi về, gửi về ở trong cái inbox của tôi là yêu cầu tôi phải lên tiếng. Thưa quý vị, có gì đâu mà phải lên tiếng, là bởi vì chị Phương Hằng dùng bài hát này coi như để mà làm vui cho mọi người thôi mà. Đó, vì vậy chúng tôi cũng mong quý vị cũng thông cảm cho chúng tôi không thể lên tiếng một cách như vậy được, là bởi vì chị Phương Hằng dùng bài hát này không phải để mà trục lợi, mà là giải trí và đem lại cái cuộc vui cho mọi người thôi, thưa quý vị. Vì vậy mong quý vị thông cảm và bỏ qua cho những cái việc kể trên. Cảm ơn rất là nhiều nhạc sĩ Chế Linh. Quý vị biết không, ngày xưa đó, ba của tôi á thì mê cô ca sĩ Thanh Tuyền, má của tôi á thì mê nhạc sĩ Chế Linh. Tôi muốn thông qua đây tôi nói một lời cảm ơn tới chú. Và khi mà cháu hát cái bài hát này, thực sự ra cháu không nghĩ rằng là cũng chẳng bao giờ mà biết là tác giả rồi tác giả như thế nào, hoàn toàn là vô tư hồn nhiên. Rồi mọi người khuyến khích chú là phải thư kiện, nhưng mà cháu vẫn tin một điều là với một người có nhân cách như chú, một người nhạc sĩ nổi tiếng như chú, thì chú sẽ chẳng bao giờ làm cái điều đó. Và cái giác quan thứ sáu nó mách bảo cháu là chẳng bao giờ có. Khi mà cháu nghe mọi người nói rằng là ăn cắp bài hát đó hay gì đó thì cháu vẫn hoang mang, không biết. Ủa, mình cũng không biết là đánh mộng quyền, là khá là cháu không bao giờ nghĩ chuyện đó. Thông qua cái buổi live stream nhẹ này thì cháu sẽ rồi sẽ có một lúc nào đó cháu chính thức công cảm ơn chú trước công chúng. Nếu có đủ duyên, cháu mời chú về Việt Nam và cháu sẽ tổ chức show cho chú. Chú hát ở Đại Nam cho cháu ké với, vì cháu cũng mê âm nhạc lắm. Cháu nghe chú hát cái giọng hát rất là thiết tha, rất là mượt mà, thì đâu đó chắc là cũng có một cái nỗi buồn sâu thẳm nào đó, hay có một chút gì đó chú mới cảm nhận sâu rậy. Và cháu hát cái bài hát đó và cháu chế tác hai cái bài hát đó vì trong tận cùng của khổ đau, cháu hát để cháu nói lên cái cảm xúc khổ đau, chứ chẳng phải là vì giống như chú nói là cháu đâu có đi kinh doanh hay là mượn lời hát để mà đi kiếm tiền đi câu view, cháu không có nhu cầu đó. Một lần nữa cháu cảm ơn chú, cảm ơn rất là nhiều. Nếu mà chú có cơ hội, chú có nhận lời thì chú hãy về Việt Nam, là cháu sẽ tổ chức cho chú một buổi live show trực tiếp cho khán giả. Chú lên sân khấu hát và cháu rất là cảm động khi mà cháu đã hát lại cái bài hát đó của chú, làm sống lại cái bài hát của nhiều năm, mấy năm về trước. Chú cũng đã hát một cái bài hát là Một Đêm Mưa Chú Không Có Đi Đến Thăm Người Yêu. Và cháu cũng mượn lời, mượn cái giai điệu đó để hát lên cho mọi người biết rằng cháu rất là đau khổ, rất là nhớ chồng, nhớ con,
nhớ gia đình, nhớ tất cả mọi người. Và tôi cũng xin nói rằng là từ đây và mãi mãi về sau thì không ai có đủ tư cách để chọc tức bà Nguyễn Phương Hằng đâu. Là bởi vì bà đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Cái lời chọc tức, cái lời mắng chửi đó nó không có nghĩa gì nữa cả. Không có nghĩa gì nữa cả. Và cái quan trọng nhất là từ đây và mãi mãi về sau, tôi không bao giờ phát ngôn bậy bạ bởi vì tôi đã trả giá rồi. Quý vị ơi, quý vị đừng lo lắng cho em. Không ai ngu hai lần, không ai tắt một dòng sông hai lần, và đặc biệt không ai yêu người ta hai lần. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là tôi sẽ sai lầm cái gì mà không nói, mà phải có sách mách, có chứng. Nếu bằng chứng tôi đầy, có làm hay không thì bằng chứng tôi đầy. Đúng không quý vị? Một con người như tôi trưởng thành trong sự khổ đau, lớn lên trong sự khổ đau thì không dễ gì sai lầm nữa đâu. Cho nên đừng có thái quá, đừng có nâng quan điểm lên, và đừng có bao giờ nghĩ rằng bà Phương Hằng phải đi tù lần nữa. Có những cái bình luận đọc chứ nhốt tôi mãi mãi, cho đi tù chung thân 30 năm. Đó là những cái gì khẩu nghiệp đó. Sống như tôi còn phải có lúc vấp ngã. Đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ nữa ha. Và sẵn đây tôi cũng muốn nói lời cảm ơn rất nhiều. Tôi về thì cũng không có thời gian, nhưng mà rõ ràng tôi có nghe cái YouTube của cái diễn đàn 2016 á, thì cũng thông qua đây tôi cũng cảm ơn anh. Hình như là anh hiểu tôi nhiều, anh đã nói hai lời tôi, và trong tận cùng của khổ đau thì tôi cũng còn đâu đó nghe được những người hiểu được tiếng lòng mình và hiểu được cái công việc mình đang làm. Cái điều đó là đối với tôi là quá hạnh phúc rồi. Cho nên tôi khẳng định quý vị rằng là không có một lần để sai lầm đâu. Mà khi tôi đã nói rồi thì quốc không trường. Đúng quý vị? Bây giờ thì tôi đã không phải như hàng ngày xưa nữa đâu. Tôi đã quá trải nghiệm cảm xúc, và tôi đã trải nghiệm quá nhiều rồi. Cho nên những lời kích bác, kích sướng hay những lời chửi rủa tôi ấy, không đụng được cái da tôi nữa. Bởi vì sao? Tôi đã quá khổ. Không dễ dàng gì mà tôi cảm xúc trước người khác nữa đâu. Cho nên là phải nói một điều, trong cuộc đời có những người đã âm thầm thương mến tôi, giỏi theo hành động của tôi, và tôi rất là cảm ơn. Thì chia sẻ chút xíu với quý vị thôi, để tôi đi vòng vòng mà tôi còn đi ra ăn uống với lại một số nhân viên mà đã hết lòng hết dạ với tôi, vì công việc quá nhiều và tôi cũng bận rộn lắm. Cho nên là xin quý vị hãy dõi theo Nguyễn Phương Hằng này có yêu nước yêu dân không, và đặc biệt là trẻ em nghèo bệnh tật, Hằng sẽ làm gì ở sắp tới. Quý vị hãy chờ xem, và chắc chắn một điều, những ai yêu mến tôi sẽ không bao giờ thất vọng tôi, và những ai đã tin tưởng tôi cũng không bao giờ thất vọng tôi. Tôi sẽ lấy lại phong độ, và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, dù cho ghét cũng phải phục. Thương ghét chỉ là cảm xúc thôi. Còn công việc, những gì tôi làm, quý vị đừng tin, hãy nhìn vào những gì tôi làm và đừng cần nghe những gì tôi nói, được không quý vị? Trái tim tôi luôn rỉ máu, vì bởi vì khổ đau tôi nhìn thấy được. Cho nên tôi sẽ cố gắng trở thành một công dân tốt để giúp ích cho nhân dân và cống hiến những gì có thể tốt nhất cho người nghèo. Bởi vì người nghèo, người ta rất cần tôi. Và để trở thành một công dân thật sự, nhìn nhận một công dân thật sự tốt, cống hiến thật sự, đóng góp thật sự, vì tôi là Nguyễn Phương Hằng, vì tôi được sinh ra ở dãy đất hình chữ S này, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi quay lưng, nhất là đồng bào với nhân dân. Đó là vì sao? Vì tôi yêu nước thương dân. Qua những cái công việc tôi làm và tôi sắp làm nữa nha quý vị. Ok, bây giờ tôi chạy xe tiếp, quý vị cứ dõi theo xem. Quý vị thấy tôi hôm nay rất là khác thường không quý vị? Tôi sẽ lấy là phong độ, và chắc chắn một điều là quý vị còn ngạc nhiên nhiều điều tôi làm nữa. Vì tôi là Nguyễn Phương Hằng, năm nay tôi 50+ tuổi rồi, tôi không còn nhiều cơ hội để đóng góp nữa. Thành ra tôi cố gắng tích cực đóng góp, chết không mang theo cái gì hết. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị rất rất nhiều cái câu chuyện để rồi mỗi người tự lãnh nghĩ và cảm nhận rằng là có mất mát với thương người đó không? Đoạn trường hay có qua đầu mới hay. Đừng ngồi đó phán xét, hãy là tôi đi thì sẽ hiểu. Thưa quý vị, thì bây giờ tôi đi tiếp đây. Đó, quý vị ơi, hôm nay tôi rất là vui. Ngày mai thứ bảy, ngày mốt chủ nhật, tôi sẽ ra đi khảo sát và tôi sẽ có dịp để giao lưu với quý vị. Nếu quý vị yêu mến tôi, yêu mến Đại Nam, quý vị sẽ gặp được tôi vào ngày mai và chủ nhật. Đó là những gì Nguyễn Phương Hằng tôi cam kết sẽ xuất hiện và làm tất cả những gì
để không phụ lòng quý vị và một lòng tôn thờ đất nước. Vì như thế này nha, mến nhân dân. Ừ, quý vị. Có những cái nó như vậy nè quý vị. Phải nói là người Việt Nam mình thật là sự là rất ư là thắc mắc và tò mò. À, cái vấn đề mà 1.000 tỷ cái viên kim cương của tôi á, thì tôi được biết rằng có rất là nhiều người đã inbox vào hiệu Rap nè, rồi hiệu Harry Winston nè, rồi rất là nhiều thương hiệu tôi mua, hỏi xem tôi có mua kim cương hay không và tôi có phải là khách hàng đó hay không. Một sự nhiệt tình trên mức cần thiết để chứng minh rằng là tôi có mua kim cương hay không và cái viên kim cương đó của tôi là thật hay giả. Và mọi người đó thì quý vị biết rằng là khi người ta đã kinh doanh tới như vậy rồi và tôi là khách hàng VIP thì không dễ gì họ đi thông tin cho mọi người biết đâu, nhưng mà họ thông tin lại cho tôi biết là ở Việt Nam của mày có rất là nhiều người rất là tò mò hỏi là mày nói như thế nào và mày là khách hàng ra làm sao. Phải nói là đó là sự nhiệt tình, đó là chỉ có người Việt Nam mình mới làm điều đó thôi. Và thêm một cái nữa như quý vị là không tin cũng phải tin, và còn phải tin nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Đó là những gì mà tôi nói. Phải nói là người Việt Nam mình rất là rảnh rỗi nha, rảnh rỗi nhiều khi xanh nông nổi, không cam tâm, cái đó gọi là không cam tâm. Phải tìm hết tất cả các thương hiệu mà tôi đã từng mua sắm, phải gửi mail và xác nhận tôi như thế nào. Nhưng có một điểm như này, VIP như tôi thì không dễ gì người ta khai thác được người ta đâu. Thứ nhất là không đủ tư cách. Tôi không muốn nói về vấn đề này thì nó cũng hơi thô, nhưng mà vì tôi thấy nhiều người buồn cười quá. Thứ nhất, thứ hai là mấy người biết một điều là tôi là có hai quốc tịch. Tôi hai quốc tịch. Tôi ở nước ngoài thì tôi với một cái danh phận là người nước ngoài, một quốc tịch nước ngoài, tôi đi mua bất cứ thứ gì ở đâu tôi vẫn làm được. Có thể là người Việt Nam kia chắc làm được. Vì tôi có hai quốc tịch tôi có lợi thế hơn. Và tất cả những gì tôi làm chắc chắn một điều là không vi phạm pháp luật. Thành ra cố gắng đừng có đi tôi móc, mắc công lắm, không có thời gian đâu ha. Và cái thời gian mà tôi ở tù hơn 2 năm rưỡi đó, và khi mà chứng minh rằng một điều là tôi không vi phạm gì ngoài cái chuyện chửi vì đam mê, tôi vi phạm thôi. Đúng không quý vị? Rồi cái tiếp theo nữa tôi muốn nói với quý vị thêm một cái câu chuyện nữa là nó hơi buồn cười, là truy cùng đuổi tận tôi để làm gì? Hãy để tôi làm người tử tế, hãy để tôi giúp người khổ, người nghèo, đúng không? Truy cùng đuổi tận tôi cũng không được gì đâu. Và cái quan trọng nhất, tôi đã trải qua một sự đớn đau rồi. Thật ra bây giờ những cái lời nói tổn thương hay những ai câu kích tôi nó vô nghĩa. Vì trong tận cùng của khổ đau tôi mới nhận ra là những cái lời nói nó không xứng đáng để cho mình phải trả lời đáp trả. Hãy thành công đi là được sự trả thù ngọt ngào nhất, đó là thành công đi. Còn nói qua nói lại mà vẫn còn ăn mì tôm, mì gói ở nhà trọ thì biết. Đừng ai hy vọng rằng cãi miệng tôi, thậm chí là có chửi tôi thì tôi chỉ cười, tôi thấy tội nghiệp cho ai đó đã quá. Đêm nay Đại Nam sẽ sớ, ngàn anh đen lung linh chờ, cùng CEO Phương Hằng mời Chế Linh về đây đêm nhạc tuyệt vời. Hòa cùng đàn yêu thương vang mãi, cùng say trong giấc mơ bao la. Đêm huyền diệu ta say đắm trong âm thanh tình người. Hòa cùng đàn yêu thương vang mãi, cùng say trong giấc mơ mãi.
dịu ta say đắm trong âm thanh tình.